Dạ, vợ chồng em xin mến chào quý cô chú anh chị. Em chào cả nhà mình nha. Hiện tại thì vợ chồng của em đang ở huyện Chi Tôn, thị trấn Chi Tôn đi cô chú. Ở đây có một cái món đặc sản là bánh canh lò rèn, nằm ngay tại số 114 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Chi Tôn, An Giang cô chú ha. Thì giờ này em và vợ của em đang ở đây vào lúc khoảng 5 giờ chiều cô chú. Giờ này khoảng 5 giờ hơn ha. Vì bữa nay là ngày mà lễ Tết của người dân tộc Khmer đó, thì vợ chồng em có đi tham gia tạt nước, tạt bột, đồ vui lắm cô chú. Thì bây giờ đói bụng rồi, em vợ chồng em cũng muốn mời cô chú thưởng thức cái món đặc sản ở huyện Chi Tôn nha, ở ngay thị trấn Chi Tôn luôn. Đây là món bánh canh lò rèn. Bây giờ mời cô chú cùng vợ chồng em vào thưởng thức món bánh canh lò rèn đặc sản ở huyện Chi Tôn nha. Xíu nước với thịt xôi được nha. Ở đây là quán mình là bán nguyên một tuần luôn hả chị, có nghỉ ngày nào không? Ba mình bán suốt rồi, chừng nào như nhà có đám mà có đi cùng chị gì đó thì nghỉ. Nhưng mà cũng ít nghỉ lắm, năm nghỉ cũng không có nhiều. Có anh Dương mà đặt về cái có cúp điện là nghỉ nha. Cúp điện là không có chế biến được cái này ha chị hả? Cúp điện là mình nghỉ. Với lại lò của chị là làm là lò điện không, tất cả là lò điện hết. Giờ mình sẽ đợi bột sôi nè, chị để bánh canh vô cả nhà ơi. Cái này là cái nước thả bột. Dạ. Giống như mình thả rồi chừng hai loại á, giống như thắt lại mà như cưng lại cỡ 5-7 thừa thì chị vô thả một đợt rồi hết chị thả nữa. Dạ. Nhưng mà nước thịt sôi mình thả bột cho nó ngon. Dạ. Còn khi mình chưa sôi nó mà thả nó bị dính lắm. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nãy giờ chị đã chị mới thay nước. Chứ thường cái nước ở trong mà nó sôi sẵn á, cưng bật lên cỡ 2-3 phút là nó sôi rồi. Vợ chồng của em lại đây trễ đó cô chú, thì hiện tại bây giờ còn được cái mẻ cuối cùng. Cái mẻ này là cũng rất là mừng nha cô chú ơi. Đây, món này là đặc sản nha. Ồ, nhìn hấp dẫn chưa? Đây là cái mẻ cuối cùng nha. Đúng rồi. Và tại do là đây là những ngày lễ cả nhà, cho nên là chị sẽ bán nhiều hơn một tí đó chị ha. Dạ. Như bữa nay là gỗ này cũng hai mẻ là cũng cỡ 10-13-14, còn như bình thường thì cỡ tầm nếu mà mấy ngày thứ á thì cỡ thằng 5-6 gỗ rồi cái, nhưng mà mấy cái ngày này thì mình tăng cường mình làm thêm hai mẻ chứ bình thường cỡ như vậy, tại cái lượng khách của mình không ổn định. Như mấy ngày cuối tuần thì đông hơn vậy đó. Mình bán riết là mình biết lúc nào là sẽ đông, thường cuối tuần với lễ là sẽ đông hơn. Ngay chỗ này của mình ngày xưa là lò rèn hả chị? Đúng rồi, hồi xưa ở đây là cái xóm lò rèn đó, giống như là cũng 5-6 cái lò rèn, nhưng mà bây giờ ta nghỉ nha, nghỉ hết chỉ còn một cái rồi. Dạ. Đây thì mình nấu hai nồi lớn về đó cô chú. Bên đây là nồi chất, nồi bên kia là chỗ. Buổi chiều ở thị trấn Chi Tôn vui lắm cô chú. Người đi sinh hoạt đông như thế này, nhưng mà bây giờ là bị giảm bớt cho một phần là họ đi theo hướng này để đi qua bên phía chùa Năm Ri cô chú. Mình đi qua phía chùa bên đó mình tham dự lễ hội của người dân tộc Khmer nè. Hôm nay là ngày Tết luôn á. Ở trước cửa ở đây thì có bán sữa đậu nành luôn đây cô chú. Sữa đậu nành nguyên chất luôn. Tí em sẽ kêu hai ly mời cô chú cùng dùng với em nha. Nước sôi anh ơi. Nước đã sôi đây cô chú ơi. Nước sôi là để chị thả thịt vừa hả? Dạ. Ít lần cho mình thả cỡ 4-5 con. Dạ. Yeah.
thường là mình thả như vậy là trong vòng tầm mấy phút là mình nhớ là nếu chị... mà nước mà nó đang thiệt là sôi thì tầm cỡ 3 phút 4 phút là nó nhừ. Còn mà như cái độ nóng nó không đủ thì cưng phải thêm một chút nữa. Nhưng mà dở lên cái cưng thấy nó trong trong nó dẻo dẻo là nó chín. Cái này nó cái nồi nó hơi lớn mà vậy này mình thả nó hơi ít nên nó không có thấy được cái nó sôi sôi lên đi chút xíu mà nó mới sôi lên. Nó sẽ sôi cái cọng mà đúng rồi nó sẽ chạo lên nè nó lơ tay nó có gì đó mà tại vì cái nồi này lớn mà lấy cho mình xem thử thôi nó không có như vậy đó là gà bảy tấm tô đó nó đang nổi dạ. Chỉ cần chín là tự nổi vậy ha. Nó cứ sôi vậy chút xíu nó sẽ chồng cái cọng bột nó chín. Còn như vậy nó còn đang đục đó. Chị bột này chắc mình cũng đánh máy luôn hả chị? Cái này là gạo mình làm là mình ngâm, mình lấy trùng xong rồi cái mình mới luộc rồi mình mới giò, mình bỏ vô mình quết. Yeah. Quết xong mình cán rồi mình mới sắc. Wow. Sắc là nó ra nó mới thành phẩm vậy. Cũng công đoạn rất là nhiều hả chị? Ừ. Bởi vì nhiều khi mình làm thủ công nên người ta nhiều khi người ta hỏi bán ký thì nó không làm nổi. Giờ mình chỉ phục vụ mình để có thể bán tại đây thôi. Như bữa nay còn mẻ này là hết. Dạ. Rồi cái mười cái bắt đầu sáng kia cái mình quay đầu mình làm tiếp. Mà em thấy là thường là làm thủ công là cái cọng nó sẽ dài hơn không chị ha? Giống như gạo mình mua gạo sóc. Gạo mình ở đây nó hơi mắc hơn chứ. Nhưng mà nguyên liệu ngon. Dạ. Xíu đi cái này chính thấy chị múc cái này cho chị nha. Dạ. Chị quán mình là bán được bao nhiêu năm rồi? Nhưng mà tính ra chắc cũng ba mươi mấy năm rồi. Ừ. Cũng tại đây luôn hả chị ha? Nhưng mà lúc trước mẹ chị bán, chị mới về đây bán cỡ 9 năm, 10 năm mà. Dạ. Trước đó thì mẹ chị bán. Dạ. Mẹ chị bán xài củi. Chứ trước mấy người kêu quay là củi, và tới chị về chị mới xài củi. Dạ. Vậy đây chưa từng được đi chơi chợ bột mới, ngày mai mới vui nha, ngày mai đông, ngày mai là mai tắm phật. Em có nghe nói mà thường cái ngày tắm phật là mưa đó mà nằm ngày mai không biết làm sao. Dạ. Mưa và giống như kiểu có năm mưa lớn có năm mưa nhỏ. Dạ. Chứ mà tại trời đang nắng thì nó không mưa. Dạ. Tắm không sao quá mưa được. Ngày mai là đông nó nghe 8 giờ tắm phật người ta mướn xe lôi thùng vui lắm. Mời còn ở lại ngày nữa tắm phật tắm thêm ngày mấy em định xong mấy em về luôn như vậy là nó chết rồi. Dạ. Còn hơi hơn quay lên trời ơi bút cô chị không có bê đê à cũng vui lắm bán bột đúng không chị à quý lắm không biết chơi á ngày mai ông bao xe đi cho nó đã trôi hết cái lớp bột áo bên ngoài khi còn sống anh chị ha. Rồi giờ chị làm cho em tụi em hai tô nha chị. Rồi giờ này là hết quẩy rồi nha. Dạ, thường là sẽ chấm cái quẩy luôn ha. Ừ đúng rồi, thường thì có quẩy. Dạ. Nhưng mà bữa nay thôi giờ này là hết quẩy. Dạ. Rồi. Rồi. Để này đủ luôn nha. Dạ. Xay sao mùi lớn. Dạ. Cậu à. Xay ngủ luôn à hả? Không nghe luôn. Thập cẩm của mình là có thịt và cá luôn hả chị? Thịt cá với giò heo. Wow. Chị muốn ăn là đủ thì để là còn ăn. Ở đây là kêu cá nhiều hơn. Ừ. Thầy ở đây cá quán gì cá không có kia giờ cái là chủ yếu cá đó. Cho em cá đi nha hai đứa hai con cá luôn nha. Dạ. Vậy là nó chín rồi nó dẻo vậy đó. Vậy thì cái là vừa dạ. Chút xíu tại cái mình không có cái chất bảo quản nên là cái bột mình vừa lột xong ra là có khoảng 5-6 phút là nó mềm rồi. Ngon quá. Đầy đủ luôn nha. Hai đứa đã hành đầy đủ luôn. Dạ hành nhiều. Một tô như thế này là bao nhiêu chị? 20. 20 ngàn thôi cái nhà ơi. Giống như người ta kêu thêm hoặc là đi đông người ta kêu đầy đủ hết thì chỉ 25 còn không thì bình thường như vậy là 20 nhưng mà thường người ta ít hành nhưng mà chưa hành nhiều. Dạ. Nhiều nhìn nó cũng không nhận. Cũng sức trong veo luôn. Cái sức này chắc mình hành từ cá luôn hả chị? Không hành từ thịt cá hết, từ veo á.
còn cá thì tôi chỉ luộc chín đem ra chứ để lâu quá thắng nữa. Vậy là xong rồi đó. Cô cho con một ly nóng ly lạnh đi. Dạ. Thấy khách nào vào là uống rất là nồng ngọt luôn. Thường là quán mình mở từ lúc mấy giờ cô? 7 giờ. 7 giờ sáng là có. Dạ, bán tới tối luôn ha. Dạ. Đây là cô bán chung với bánh canh lò rèn luôn. Của chú nó bán. Dạ. Dạ. Còn cái ly đá thì mình cũng dùng số đồ nành này mình bỏ đá vào hả cô? À mình lấy nguội. Đây thì nóng. Nguội thì nước đá nó không bị tan anh Thanh. Wow. Một ly của mình là bao nhiêu cô? 7.000 ly nhỏ. Dạ. 12. Wow. Ly kia là lớn nha. Nóng lạnh gì cũng 7.000 hả cô? Dạ. À một hồi tính chung cũng được. Dạ dạ. Hồi tính chung lắm hả cô ha? Bên kia bán canh lạnh. Dạ bên kia là gì chị? Bên kia là bán gì chị? Bán canh bột lọc. À cũng gia đình mình hay sao chị? Đúng rồi, bên đó cũng là bà con. À. Giống như chị bán tới giờ này chị hết, cô có bán thì từ 4 giờ, 4 giờ tối. À, đây đây. Bên đây là cũng là bà con gia đình của bánh canh lò rèn luôn á cô chú. Mà bên đây là bán từ 4 giờ chiều sẽ bán bánh canh bột lọc. À, chiều cái cô ngồi cô bán gì nè, bán tới tối luôn á cô chú. Buổi sáng thì người dân ở đây ăn bánh canh bột sắt cô chú ha. À, bây giờ buổi chiều thì ghé ở đây ăn. À. Bóng mì tươi luôn này cô chú. Bọc này mình làm cho khách đó hả cô? Rồi khách ăn tô là hai giấc năm ơi. Wow. Hai giấc canh này hai giấc nè. Hương thả chị tự. Hai giấc không có nước hay nè. Cái mâm thịt đầy đặn lắm thưa cô chú. Bây giờ để không nguội thì em sẽ vào phía bên trong em thưởng thức bánh canh bột sắt nha cô chú ơi. Tô bánh canh lò rèn là bánh canh bột sắt đó cô chú. Tô như thế này là 20.000 thôi. Quá hấp dẫn. Là cái phần mà bánh canh đó anh Thanh. Tô này ngon luôn á. Tô này em kêu là cá cô chú. Ngoài ra thì ở đây còn có phanh giò và với lại mình ăn kèm với giò cháo quẩy nữa. Rất là nhiều thịt tốt bình luôn. Chị chủ nói thì đa phần thì khách ghé đây thì đa phần là ăn cá cho nên là em và anh Thanh cũng ăn cá luôn nha. Bên đây thì mình dùng mắm mặn và ớt chua của chú ha. Chén ớt hấp dẫn ghê luôn. Dạ, bây giờ vợ chồng em xin mời cô chú anh chị cùng thưởng thức món bánh canh lò rèn này với vợ chồng em nha. Dạ, cô chú nha. Bánh canh vừa mới nấu luôn.
À, cái nước súp này nó không có lỏng nha cô chú. À, em ăn thì em thấy nó đặc. Kiểu như nó có được một chút bột á cô chú thì nó sẽ sánh lại, chứ nó không có lỏng như là nước hủ tiếu nha cô chú. Cái xoài bánh canh bột sắt ăn rất là ngon luôn á. Mềm mềm, dai dai và sực sực với cô chú. Được làm từ bột gạo ăn rất là thơm luôn. Quán này thì bán từ sáng luôn cô chú ạ, bán tới chiều tối tầm 6 giờ. Ở đây chị cho hành nhiều á cô chú, cho nên em ăn em có cảm giác nó giống như là bún ngoại Phú Quốc vậy đó. Tại hành nhiều nè. Mình không hành á. Bình thường chị sẽ cho ít hơn. Cái này kiểu không giống hành nữa hả? Không có rau, có hành thôi. Nhưng mà ngon lắm. Phải nói là cực kỳ ngon luôn cô chú ơi. Canh nó thăm á. Ở ngay tại thị trấn Chi Tôn thì ngày nào cũng sớm đó cô chú, đông nghẹt người luôn. Ở đây phải nói là người dân sống tập trung ngay tại thị trấn Chi Tôn rất là đông luôn á. Không khí nhộn nhịp ha. Hành sắp muốn hết nước rồi. Phần nước súp này quá ngon luôn á thưa cô chú. Mình lên Chi Tôn mình mới có bánh canh bột sắt nhiều hơn hành. Phúc dưới mình ít có. Mà bây giờ thì cũng nâng cấp rồi cô chú. Bột sắt bây giờ đã được sắt bằng máy rồi. Nhưng mà chỉ nói cái công đoạn mà nhào á, thanh nhào bột á, mà vẫn cũng không nha. Bằng đó mình cũng còn cực lắm á. Nạp to luôn. Quá đã luôn cô chú ơi. Còn đây là một ly sữa đậu nành 7.000. Bán ngay tại bánh canh Lò Rèn luôn cô chú, bán cùng giờ luôn, sáng 7 giờ là mở ra bán rồi, bán dài tới tối luôn thưa cô chú. Được nấu tại nhà luôn. Ly này mát, em uống nửa ly, dầm dầm nửa ly. Ngon nha. Em thì cạn rồi cô chú, em nhau thì đang hút. Cũng muốn hết rồi thôi. Thì vợ chồng của em cũng đã dùng xong rồi cô chú ha. Cảm ơn cô chú đã xem đến giờ phút này nha. Hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho vợ chồng em nha. Vợ chồng em xin cảm ơn cô chú nhiều. Xin phép được bye bye cô chú nha. Xin phép bye bye cả nhà mình nha.